Vâng, lời tiên cho phép Việt Nam TV gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị khán giả thân mến. Thưa quý vị khán giả, lúc này tôi đang có mặt ở khu vực Long An để đến gặp một cái người đàn ông thực sự kỳ lạ. Theo nguồn thông tin mà Việt Nam cập nhật được và tìm hiểu được thì anh này tên là Hai Mạnh, sống ở khu vực Long An cả nhà. Và theo chia sẻ, dạ con chào bác. Cho con hỏi cái đường này vô nhà anh Hai Mạnh đúng không bác hả? Dạ. Bác có biết gì anh Hai Mạnh không bác? Không biết ha. Dạ, mà biết đường này vô trong ha. Dạ, con chào. Và theo tìm hiểu từ sáng giờ cả nhà, thì Việt Nam biết được anh Hai Mạnh này là một cái người thực sự thú vị. Anh ấy có thể là giả giọng của tiếng của con bò, con vịt, con ngan và rất là nhiều tiếng động vật. Và bên cạnh đó thì nghe đâu đó là anh có thể là con chào chú. Con chào cô chú à. Ồ, cái tay cô sao á? Tay cô bị giải. À. À. Con tính hỏi thăm về cô có biết nhà anh Hai Mạnh ở đâu không cô? Đây nè con, bỏ một căn là tới, bỏ căn bên đây. Đi xẻ vô đụng. À, con thấy ảnh có cái hàng rào, có mấy con châu á đó. Có mã đằng trước. Có dạ. Cái mã con vô là có cái mã đó đằng trước là nhà. Không, giờ này có nói bạn á. Có. À, trong nhà có cái mã luôn hả cô? Ờ, có cái mã. Con thấy anh Hai Mạnh thường xuyên đạp xe đạp đi lượm ve chai. Đúng vậy ha. Ừ, nhà thì cũng nghèo khổ. À dạ. Bên cạnh đó con nghe nói là anh ấy có thể là giả giọng được rất là nhiều tiếng và mặt đúng rất rồi. Làm con này con kia kêu rồi hay nó nghe Tết mà chúc Tết là chú, bệnh, con bệnh chứ mà biết chúc Tết là con khỏi nói luôn á, hay lắm. À dạ. Ai cũng phái hết á. À. Ở đây ai cũng thương anh Mạnh á hả con? Mà con hỏi thăm thử xem là anh ở một mình hay ở với ai cô? Ở con mình hả? Như là mẹ có người mẹ mà mẹ mắc nợ thì trốn đi. À. Rồi con mình ở rồi lụm rồi cái góp sách cho mẹ rồi cái rồi có bà chị nuôi nào đó rồi có thấy thương như là nói chuyện đặng quay đặng cho ấy cho Hai Mạnh. Con chào cô. Dạ. À, như rồi gái rồi người đó cho ăn uống vậy đó, rồi khi ta lụm rác thì nó cho tệ cơm đồ ăn vậy đó. Ừ. Mất tiêu rồi. Dạ, con thấy anh nuôi thêm một bầy chó nữa hả cô? Chó của mẹ nó đó, bắt đem về bỏ rồi nó xin đồ ăn mấy người bán cơm rồi đó. Cái đường đó anh đi xỉa. Dạ. Vậy thôi con cảm ơn. Cảm ơn cô chú gì đó là cho con biết cái thông tin nha. Con chào cô. À, và thưa quý vị khán giả thì lúc này chúng ta sẽ là đồng hành vào phía bên trong nhà của anh Hai Mạnh, một người thực sự là khá thú vị theo lời chia sẻ của bà con cô bác. Đây nè cả nhà, cái căn nhà này là nhà của anh Hai Mạnh. Theo bà con cô bác lối xóm chia sẻ thì mẹ của anh Mạnh bỏ đi rồi, không có ở trong nhà này. Đây có thể là chiếc xe đạp của anh Mạnh. À, phía bên đây có một cái mộ nè cả nhà. Thì như lời chia sẻ thì đây là nhà của anh Hai Mạnh. Được rồi, chúng ta sẽ là hỏi thăm coi. Anh Mạnh ơi. Anh Mạnh. Em chào anh. Ồ. Bữa nay quá mặn không mà bữa xưa chỗ trái dâu. À. Anh bận cái bộ đồ này là bộ đồ gì anh Mạnh? Thằng đại tượng trưng cho màu xe, tượng trưng cho màu hy vọng. Hy vọng là còn tồn tại á. À. Còn cái màu vàng nằm trên chờ quán gì mảnh trảnh á. À dạ. À, anh em mình tâm sự với nhau xíu được không? Được. Còn cái màu đỏ lát giờ dựng lên nữa. À. Tại vì tới ba màu được. Ngồi đây đi, ngồi đây. Rồi. Ngồi đây. Ngồi xuống đây, anh em mình tâm sự nha. Ừ. Ô, em thấy nhà có mấy bé chó. Ngồi xuống đây. Nó háo hỉnh lắm, nó quậy lắm. À.
Ngày hôm nay Đường Đột tới thăm anh hên quá là có anh Mạnh ở nhà ha. À, từ mà 1 giờ đến 2 đó, 1 rưỡi là mà có ở nhà được. À, dạ. Chị vô. Đi. Đi vô con lùn. Nó đẹp nhất còn phải, nó ham ăn dữ lắm, nó không cho ăn rồi. Cho cái bụng nó no như cái trống mới chịu. Như anh Mạnh bao nhiêu tuổi rồi thưa anh? 37 tuổi rồi. 37 tuổi. Sinh 1987, à, Đinh Mão. Vậy là anh lớn hơn em 4 tuổi. Dạ. Ủa, bên đây là cái mộ của bà ngoại. Bà ngoại mình ha. Còn đây là chủ nhà đứng tên luôn, bà ngoại truyền giấy chúc rằng cho cháu ngoại đứng tên. À. Em nghe bà con cô bác lối xóm chia sẻ rằng anh làm cái công việc lượm dây chai hả? Ừ. Rồi kiếm đồ ăn cho chị mình nữa. À. Kiếm đồ ăn cho chị mình là sao anh? Thì kiếm ba bánh kẹo với cây ba nước ngọt á, người ta không ăn nữa, người ta bỏ ra đó. À. Ba trái cây không héo, ba là ba trái cây người ta ế quá là người ta cho đó. Dạ. Lượm hết cho chị mình. Ngày vô 4 giác gì đó. Có khi 2-3 giác. À, mà lượm cho chị anh để làm cái gì? Để chị cho cái xóm láng giềng đang thiếu ăn á, cho người ta ăn. À, con dạ. Cháu trong nhà nó ăn với con cháu ở ngoài hàng xóm nữa. À. Anh thì làm cái công việc lượm dây chai. À, còn với số là cắt đứt không bán nữa. À. Còn chị anh thì làm cái công việc gì? Chị là chủ quán nhậu, quán bia. À. Dạ. Rồi một ngày anh đi nhặt ve chai vậy thì được bao nhiêu tiền anh Mạnh? Hả, 3 ngày á. Nếu 3 ngày số lượng lớn thì được 200. Còn số lượng yếu quá thì để tới 4 ngày mới lấy 200. À. Em nghe nói rằng anh có thể là giả dạng. Ừ. Hoặc là nói những cái tiếng động vật thì à. Đó có phải là sự thật không anh Mạnh? Có. À, vậy là thiệt vậy luôn nghe. Dạ. Anh có thể biểu diễn cho trên cộng đồng mạng cùng người thấy không? Rồi lấy ống và thổi. À, lấy cái ống đâu? Cái ống là cái gì? Cái ống nước bà lớn này nè. À. Ồ, được rồi. Một xíu nữa khi mà anh Mạnh ra thì Việt Nam sẽ hỏi là anh ấy bằng bộ đồ như vậy thì nhằm mục đích gì nha cả nhà. Tối này bấm mấy ống đèn nó phát sáng vậy nè. Chế bóng đèn luôn. À. Còn mấy tỉnh khác là mấy ông thực tài khác không có bóng đèn. À. Anh ngồi đi anh Mạnh. Ừ. Trước khi mà mình thổi á thì em muốn hỏi là cái bộ đồ của mình mặn là bộ đồ gì chứ? Nè, ta cái tấm che bà, cái tấm vải người ta che phụ nữ che hai cái giò đó. À. Lấy làm cái áo. Còn trên là con diều. À. Ừ. Rồi trên đầu. Trên là cái nón bảo hiểm. Còn cái bình nước giữa chén mỹ hảo cắt cái miệng ấp vô bắt ốc dính luôn. À. Rồi cha dầu ăn á, trường ăn cắt làm đôi ra, làm hai cánh đường chuồng, tẩy hết chất dầu, rửa cho sạch. Rồi mấy em ra nắng, em ra ngoài dắp em ra ngoài à, bắt đầu cái lấy nước sơn 30.000 lon xịt. Phơi nắng cho khô. Rồi cái này cắt cái tấm dài giáo gói ra đưa lên là cái yếm ở sau óc. Rồi cái mấy cái này trên cái tấm lịch đó bắt ốc dính luôn. À. Rồi cho hai cái đồng tiền treo bông mai á. Bắt ốc dính luôn rồi gắn bóng đèn. Tất cả nguyên liệu đưa lên hết. Là tự anh làm hay sao? Dưới là cái nón bảo hiểm. Dạ, anh bây giờ anh giữ nguyên một cái vị trí bất động. Em sẽ là di chuyển lại để là quan sát toàn bộ cái bộ đồ của anh. Dạ. Cho cả nhà cùng thấy. À, là cái này là con diều ha. Dạ. Con diều mình lấy mình trùm ha. Dạ. Rồi á, mình lấy hai cái kẹp để là mình kẹp lại ha. Kẹp cho nó dính lại nó mới tuột. À dạ. Cái nón bảo hiểm. Ồ, có thiết kế dây điện nữa nè. Dạ. Có 4 viên trên cái nóc chảnh á. À dạ. Cái tấm đồ che lại đặng ông bị mất nắng. À dạ. Giờ mất mưa. Rồi mưa nó dột giờ nó rỉ sét nguyên cái dặn là soi luôn á. Dạ. Ừ. Rồi em hỏi thăm anh toàn bộ cái bộ đồ anh bận trên người là tự anh làm hết. Ừ. Mà bộ đồ này nó mang một cái ý nghĩa hay là như thế nào anh? Ở tay tôi cũng nhập. Tượng trưng cái màu xanh là tượng trưng màu hy vọng. À. Cho mang niềm vui vô. À dạ. Còn màu vàng á thì tượng cho con người sáng sủa, đẩy đuổi cái bóng tối đi hết. À dạ. Ăn cho người mà ăn mới lên. À. Còn màu đỏ là màu tượng trưng cho mấy ngày Tết. Màu đỏ là tượng trưng cho mấy ngày Tết. À. Vậy nói chung nhìn chung là cái bộ đồ này tượng trưng cho hy vọng. À. Ha. Được rồi, em sẽ tiếp tục hỏi về cái câu chuyện hy vọng của cuộc đời anh sau khi mà anh biểu diễn cho quý vị khán giả thấy được cái khả năng đặc biệt của mình. Rồi, trong miệng làm ra không có bỏ gì trong miệng hết trơn á. À dạ, nhưng cái ống vậy mà thổi được. Cái ống như thế nào anh dơ lên cho cả nhà xem anh. Nè, đâu có trống giỏng đâu có gì trong đây không? Dạ. Tay không có cầm gì hết trơn á. Dạ. Nhưng mà trước khi thổi thì anh có thể là cho cả nhà biết là mình tính thổi cái gì không anh?
Hỏi con bò trước đi. Nó trời gầm bị quá trời luôn. Nè Bảo tới rồi. Dạ, thổi con bò trước ha. À. Chú kia thổi là phải lấy cái giọng nó lên, giờ lớn rồi nặng nó phát lớn ra. À dạ. Cái miệng nhỏ nó vô cái ống nó phát lớn ra. Rống là phải rên nữa nó mới giống. À bò đốc rống là nó phải rên rồi. Dạ. Còn tiếng dịch nữa, dịch này dịch nhỏ chứ không dịch lớn. À anh có thể là tiếp tục với cái tiếng dịch được không? À được. Dạ. Như mỗi lần thổi như vậy có mệt lắm không? Không không, khỏe khỏe. Dạ. Bỏ leo lâu ngày mới lụng nghề. À làm mất hết mấy con rồi, mất hết nhiều lắm. Dịch có luôn. Trời, bữa nay sao gầm quá trời. Dạ, không trời. Sao đâu. Nó vẫn, cái mic nó thu vẫn là tốt cái âm thanh. Nên là anh cứ yên tâm. Đây nè, cái mic gắn lên cổ anh á. Nó thu âm vẫn tốt. Chẳng hạn như trời gầm thì mình sợ, mình không dám thể hiện hay sao? Đâu có sợ gì đâu. À sợ dây ra đường bị mắc mưa nó ướt á, không sợ gì đâu á. À, dạ, ra đường làm gì anh? Vô đi, đừng đi bất tử, mày bị mắc mưa bất tử ướt bụng đồ đằng đài á. À, ok anh. Với lạnh nữa. Dạ, mình không có đi ra đường đâu. Giờ mình tiếp tục ha. Dạ. Rồi bắt đầu. Còn có dê nữa, ba loại dê lận. Dê lớn dê nhỏ đều có đủ hết. Dạ. Dê cái gì được làm được hết luôn. À. Dê nhỏ là trước là dê nhỏ. Dạ. Hết nữa. Im. Vô. Mày. Quýnh vào. Đi vô con. Đi vô luôn. Nó hiện tượng lạ, nó sủa vô. À. Mấy con chó nhỏ mà đừng đâu cũng sủa hết. Đi vô luôn. Mấy con chó làm phiền quá. Đi vô con. Đi vô, đi vô, đi vô. Tổng cộng nhà. Tổng cộng nhà có mấy bé chó ăn. Năm con, năm con. Năm con. Ừ. Đi. 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 Vô. Đi vô. Nó còn lì lắm. Dạ. Ok, mình tiếp tục ha anh. Mèo nữa.
Còn tím chịu trồ cho lửa nữa, mà giờ phải vô lấy bình mũ ra mà thổi mới được. Thôi nằm trọng á. Tiếng gì anh? Chim trồ cho lửa. Chim trồ cho lửa anh cũng hỏi được nữa hả? À. Vô lấy bình mũ ra, vò thuốc lá có luôn. À. À, mình thấy một điều rằng cái nhà của anh Mạnh cũng khá là to, nhưng mà khá là âm u và dường như á có một mình anh Mạnh sinh sống thôi. Thì để một xíu thì Nhật Nam cũng sẽ là hỏi thăm xem cái tình hình của gia cảnh anh Mạnh như thế nào. Liệu có đúng như cái lời chia sẻ của bà con cô bác ở khu vực xung quanh đây nói hay không? Bóng đèn rất là sáng luôn á. À dạ. Hãy nói màu gì là bóng đèn màu đó đó. À. Nhà đam mê nhất là cái cảnh. Bị phá chết mấy cây rồi đó, dục dũng độn luôn á. À, có nghĩa là mình thích cây cảnh ha anh ha. Ừ. Trồng cho có người ta, thấy ai trồng cây gì mất trước hết trơn á. À dạ. Cây liên hỏi để trừ tà, chống ngại. À. Ừ. Cái bác tài mang niềm vui vô. Cái nào ngon mới trồng, cái nào xấu không mới trồng. À, cây thần tài ha anh. À. Dạ. Với coi cây có Mỹ nữa, đã nó đang phát triển. Dạ. Mình ngồi đi anh. Ừ. Ở chùi cho miệng là nó không có trơn. À, có nghĩa là Điếm. Sử dụng một cái miếng bọc ni lông ha. Hả? Miếng mỏng xốp này nè, nó mỏng thiệt là mỏng, mỏng như lôi la mới kêu được. Anh Mạnh, em hỏi thăm anh vậy nha. Hả? Là từ cái khi nào á mà anh Mạnh lại là học và biết được? Tại chưa ai luyện ba cái đó được. Mấy cái thứ đó ai luyện cũng không xong. Mình có chỉ mình có duyên mình luyện đó thôi à. À, rồi mình luyện, mình bắt đầu mình luyện như thế nào anh Mạnh? Tập vợt. Tập chừng nào mà cho giống là thằng một con không, công này với cái lành tới con khác. À dạ. Ừ. Rồi á, chẳng hạn như á, khi mà mình tập cái tiếng bò đi. Đâu anh làm lại cái tiếng bò một lần nữa đi anh Mạnh ha. Đó là tiếng bò tên, nếu mà ổng bự là bò nái luôn á. À. Rất đụng đáo. Như chẳng hạn em hỏi anh vậy nè anh Mạnh. Hả? À, khi mà mình phát ra một cái âm thanh giống tiếng bò vậy đó. Hả? Rồi con bò nghe mình phát ra như vậy á thì nó đóng theo chứ sao giờ. À, là nó có nghĩa là nó đồng đội đó, nó đồng đầu đạn của nó tính đồng đội. Hả? Đúng không? Hả? Mà anh có thử là mình phát cái âm tiếng bò trước con bò chưa? Bò làm trước mấy con lớn. Mấy con lớn nằm trước là tới mấy con nhỏ làm sao. À, rồi nhỏ xuống là tới cái hành con cắt kè. À dạ. Rồi nhỏ là chim. Khoan, nhưng cái ý em hỏi thăm á. Ừ. Là chẳng hạn như á, có con bò nó đang ăn cỏ. Ừ. Đúng không? Ừ. Rồi chẳng hạn mình lợi mình phát cái âm như vậy đó. Ừ. Đứng nó dòm cái nó mới đóng theo. À, là nó có dòm mình. Ừ. Nó dòm sao nó quay qua, nó giáo giác, nó kiếm ra đồng bạn, nó đâu không thấy mà thấy con người. À, nó thấy âm thanh mà không thấy người. Dạ. Họ thấy âm thanh là không thấy đoàn đạo đạn ở đâu hết trơn á, mà thấy con người. Con người làm nó giáo giá, nó dòm. Vậy là có nghĩa là anh đã thử rồi đúng không? Hả? Nhưng giáo giá nó tổn đồng đạn. Nhưng mà chẳng hạn như cái phản ứng của con bò lúc đó nó có bất ngờ hay không? Nhưng giáo giá nó dòm qua dòm lại, cái nó không thấy đạo đạn nào hết mà thấy con người đứng ngồi đóng. Cái ba đạo quay mặt khác nó đóng theo. À, thưa quý vị khán giả, chắc hẳn là sẽ có một cái đoạn video để là quay cái cảnh mà anh phát âm ra cái tiếng bò trước con bò, xem coi là có phải là nó trùng chạm với nhau về một cái mặt âm thanh hay không. À. Ha.
Bên cạnh đó thì em thấy cái nhà này cũng khá rộng và to cao, mà không lẽ anh ở một mình hay sao anh? Ba mời ba chơi nè, không biết ba chơi cái gì mình anh nợ nặng quá trời cứu không nổi, mà như cũng nợ thì nhiều vô số kể luôn á, bao dây nợ rồi bao dây. Ai? Mẹ cha gây nợ cái mọn tiền tao trả, cái gây nợ quá trời đất, bức vốn địa lý rồi để cái không cho giá vé bán nữa. Rồi đây mới được tự do khỏi bán giấy số, mới vướng vào giấy số là không có tự do, không có làm ăn gì được trơn á. Dạ. Không có kiếm ăn cho chó, không có thời gian kiếm ăn cho chó, giấy số ế chứ càng ngày gây cản trở bán chậm, rồi mưa gió bất thường, rồi nó ôm nữa. Hụt tiền á, tiền đâu đền. Dạ. Mất tiền lời, mất chị ai chịu nổi. Giờ bị hè nghỉ luôn cho rồi. Có nghĩa là trong thời gian trước thì anh làm cái công việc là bán giấy số. Ừ. Đúng không? Ừ. Rồi á. Sau này giấy số là trả về cho địa lý ở trong không có giới nữa. Trả về cái nghề tự do. Muốn làm muốn nghỉ nha, không ai dòng bổ hết trơn. Cái nghề này của anh là cái nghề tự do. Dạ. Đi làm dây chai. Không ai mắng chửi hay không ai điều khiển được hết trơn á. Dạ. Rồi cái thu nhập của cái nghề này thì anh nói là một ngày khoảng bao nhiêu tiền? Nếu mà 3 ngày số lượng lớn thì 150. Cũng là ít quá để tới 4 ngày. Còn nếu chúng bánh 3 đồng nữa mà bán lên một lượt đó là 200 trở lên. À, dạ. 3 đồng mất tiền này em về bón đóng đó đó. Gom gì nhiều lắm mới đem đốt. Rồi lấy còn 100 phải thử kim loại nữa. Nếu mà thấy sắc thì là cắt bỏ. Rồi đốt và em vô cho chồng phải giữa cho sạch ba cái thang. Cho đồng nó đỏ lên. Đặng ta phái người ta mới đưa giá tiền cao lên. Còn mà làm biết đập thang á, nó chịu không nữa. Em hiểu rồi, có nghĩa là gom ba cái dây điện đi đốt. À. Đúng không? À. Rồi lấy đồng đi bán. À. Còn đồng cục là bán riêng nữa, là đồng thao á, là bán cái giò nước á. Theo lời anh chia sẻ thì một ngày thu nhập đâu đó nó rơi vào khoảng 50 ngàn. Đúng không? 3 ngày 150 mà. Thì 50 ngàn thì có đủ kinh phí không anh? Cũng nạp cho mẹ hết à. Làm gì chứ? Mua cho người ta giữ tiền dùm con á, rồi cái nạp cho mẹ. Cái làm tới ngày nó cũng nạp đều vậy đó. Có nghĩa là nạp tiền anh đi lượm dây chai. Xong rồi cái người ta chuyển cái tiền đó cho mẹ anh. Ta biết cái chỗ mẹ trốn ở đâu á thì ta biết. Còn mấy giờ mà chúng nào kiếm vài ông gia. Cái canh nó vô ngay cái chùa là đặng chúng nào vô không được, không có vô quá nhiễu chùa nó thua công an là mệt luôn. Chùa chó yên tình mà vô quá nhiễu, có nhiễu đặng hội nợ á. Trốn trong cái chùa chẳng á. Ăn chúng nào nó không dám vô, thấy chùa là kỵ đâu vô được. Dạ. Chùa và chó yên tình, chỗ không phải là chỗ là cãi giả chửi lộn. Ủa. Chẳng hạn như anh kiếm bao nhiêu tiền cái anh đưa anh chuyển cho mẹ anh để là mẹ anh trả nợ. Thì cái tiền đâu để anh Mạnh sinh sống, duy trì cuộc sống của anh? Mình có người chị bệnh á, đó cho thuốc, cho đồ ăn, cho tiền. Thì lấy cái tiền á, tiền á lại để là ăn sáng. Còn thuốc là chị chưa lo hết luôn. Quý vị khán giả thông cảm, trời mưa đó nó tạt vô cái máy, em phải chỉnh cái máy lại nha cả nhà. Em thấy bên chiếc xe này có xe nó hư rồi, hư mới chuyển qua không xe mới. Có những cái bao để trên xe là cái gì? Xe nhựa không trống á, ba chai á, cài xe chờ cho mấy ông mua xe lôi á. Không chạy xe lôi kêu vô rồi tới giờ không thấy vô. Kì chó làm một trận nha. Là phía sau đó là dây chai. Mình để dành tích trữ. Bao lâu mình mới bán một lần anh? Đâu có chờ mấy xe lôi vô rồi mới bán liền. Rồi lâu lắm, gần mấy tháng là không thấy vô. Dạ. Tại vì độ chê độ rẻ quá nó không thèm mua. Chẳng hạn như cái bộ đồ này nè. Là anh bận ở trong nhà hay không? Không thôi. Lâu lâu mới vận chuyển đi. Ít bữa cái là vận chuyển đổi màu này mai đồ kia. Nhưng mà anh có bận ra ngoài đường không? Chắc chiều mấy lâu lâu mới về, chắc chiều dọn đi lắm. Còn bên đường này đi chiếc xe công lên à. Như chẳng hạn mình bận một cái bộ đồ này ra ngoài đường với một cái mong ước là một cái màu xanh hy vọng. Màu vàng là cái gì? Màu vàng cho con người tươi sáng. Chống phá tàn bóng tối, phá tu u ám. Nhưng mà chẳng hạn như đi ra ngoài đường người ta thấy mình bận những cái bộ đồ như thế này. Đây thành đại tao đâu có, tao có màu, tao có vàng với có đỏ, sao có dụng màu xanh vậy? Chắc này chế ra thêm nữa nè. Chế ra thêm cái gì nữa không chế? Nhưng mà chế cho là lạ khác nữa. Nhưng mà màu xanh là hy vọng mà. Chế đèn cho nó phát sáng lên. Ba cái đèn này đèn dây người ta bị đứt dây á, đứt dây hết, còn mấy bóng so, còn mấy ống ngồi cháy hết á. Đưa mấy cái bóng đèn cho thử. Cái đèn ba cục này nè.
Đó được, cái cao học viên nó có 3 cục, có 2 cục dây điện, đưa cho thử thử bóng giả trái. Chẳng hạn như anh bận những cái bộ đồ thằng tài này thì anh đi bán vé số chắc là bán đắt lắm. Ngồi đắt không đắt, viết vé số bây giờ hết ai dám mua, nó ông này là giỏm, mua quảng trúng, mua bài lộng đài. Nó mày là thằng tài giỏm á, ta là mất tiếng tăm hết trơn. Là mất tiếng tăm á, là tiếng tăm mình không còn tồn tại á. Rất là buồn lắm bọn. Tại nó lỗi rồi, lỗi cho đại lý chứ đâu phải lỗi ông người tài. Đại lý nó quay lòng cầu lộng xộn rồi biết đâu mà lượng trước được. Đúng rồi. Nếu tôi biết được là tôi giữ là chúng là tôi có đâu phải bán cho cực khổ này nè. Đúng rồi, anh nói cũng quá là hợp lý, quá là đúng không? Lỗi là công ty nhà sổ số xíu nó quay lòng cầu. Mình thực sự là mình đi bán vé số thì mình cũng mong ước một điều rằng là những cái người mua vé số trúng số. Mình mới bận cái bộ đồ thần tài để đi bán đúng không? Nhưng mà bán riết là người ta viết dẹp vé số luôn. Rồi người ta còn chê là thằng tài giỡm. Nói là thằng tài không có lên, thằng tài giỡm. Thằng tài không có giá trị. Thưa quý vị khán giả thì quý vị khán giả cũng nghe lời anh Hai Mạnh tâm sự rồi. Trước đây anh là một người buôn bán vé số. Thì cái câu chuyện vé số thì quý vị khán giả cũng nghe rồi. Thời chúng ta cũng sáng đã thành công luôn. Thời 2005 dắt thành có luôn. Trước luôn mà. Dạ. Bởi mà cái nhà Nhật Sơn cũng làm trước luôn, người ta chưa có, mình có trước rồi. Mấy đầu cho bánh điện thoại nó chưa phát ra ra. Để tên mới phát, còn mình đây là phát trước rồi. Anh hát Nhật Sơn được không? Hả? Đâu biết hát đâu, biết nghe mà. Rồi anh chúc Tết được không? Được. Anh đừng có chúc Tết, bây giờ chưa tới Tết mà. Hả? Mình chúc một cái câu gì đó tài lộc tới cho cộng đồng mạng thử xem. Hả? Một cái câu thơ, một bài thơ, một cái gì đó mang, anh nghĩ là... Thôi chúc Tết này làm được rồi đó, làm một giây rồi đó. Muốn chúc là có liền. Dạ dạ. Để tập trung cái bộ não lại, tập trung tinh thần lại mới làm được. Đâu phải muốn làm liền đâu. Có cần múa hay biểu diễn gì không? Khỏi cần múa, chỉ làm thơ. Rồi, vô. Cái tách giáp thình con rồng. Thằng đại chúc bà con, cô bác năm mới sức khỏe giàu, sống lâu trăm tuổi. Mừng ăn phát đạt, phát tài. Mừng ăn lúa gạo cũng phải đầy kho. Vàng vô dần hũ mà tiền vô như tỷ. Vô như tỷ mà gia phát. Chúc bà con cô bác da dẻ hồng hào, trẻ mãi không già. Ước gì được đấy, con cháu được nhờ, nhà nhà ấm no, sống lòng hạnh phúc. Sẵn chúc bà con cô bác có con cái ăn học, thần tài thành đạt, lớn làm giám đốc kỹ sư. Cái đích canh thành con rồng tượng trưng cho 12 con giáp, tượng trưng cho 3 ngày Tết đến xuân về. Vĩ đại muôn năm 2004, giáp thành thần tài Hai Mạnh. Thần tài Hai Mạnh ha. Thần tài mấy ông là phải có tên hết. Đâu có ông nào giống ông nào đâu. Dạ. Hãy gọi đúng tên ông nào, ông là tới chứ gọi thằng tài nào nó buồn một đống ai chịu nổi. Gọi ông nào không đâu có gọi thằng tài không mà cái ông nào cũng bu lại. Mỗi ông có tên khác nhau, gọi đúng tên ông nào mà là tới liền. Còn mà em nói thiệt với anh Hai Mảnh coi vậy coi ha. Chẳng hạn như là anh thích cái cuộc sống đi lượm dây chai như thế này hay tiếp tục cái công việc sống là làm thằng tài của mình. Sống cái ngày đạm bạc vậy đó. Có nhiều ăn nhiều mà không có đòi hỏi gì hết trơn á. Dạ. Bộ tiền mà không có nói ông được tại sao nó không muốn ăn trời, muốn mà ăn đất là làm gì. Thì người ta kiếm tiền thì dơ dớt lụm mà dọc đường chứ đâu vậy. Chứ không có trời làm sao có tiền. Chứ đất nó mới có tiền chứ trên trời làm gì có tiền. Dạ. Phải ngứa mặt mà mình ngứa mặt này nè. Giáo giá nào có ai làm gió tiền dọc đường không? 1.000, 2.000 lụm hết. Lụm luôn hả? Còn hay bóp tiền mà có giấy tờ em giao công an, không có tham. Chuyện dơ dớt mình lụm là tiền mình. Còn tiền mà có giấy tờ là giao công an hết, đặng mình có thưởng. Không có đồng bạc luôn nha, trong đó hết trơn, để nguyên vẹn hết. Mẹ em hỏi anh gì nè. Anh nói là mẹ anh nợ rồi đi trốn rồi đúng không? Bà nợ gì tới đi trốn như vậy? Ai biết bà chơi cái kiểu gì ai biết được. Rồi bây giờ anh làm 2-3 ngày được trăm mấy thì anh trả nợ cho mẹ anh. Nhưng mà số tiền... Vậy cho tiền thêm nữa, kiếm ngày đêm em kiếm cho đâu. Cái đêm trăm mấy. Còn chị trai là khác nữa. Đêm nào cũng trăm mấy có đủ hết luôn. Người này cho 10.000, có chỗ cái chị cho 20-30, chỗ 10.000, chỗ 5.000, gom lại cái đổi thành tiền trắng, đưa cho mẹ tính đưa được cái rột. Ngày nay thì kiếm được 250 á, 292.000, có 295.000 rồi đó. Nay bữa nay trúng mánh thu hoạch cao. Ngày trúng mánh là được bao nhiêu? Ngày trúng mánh là bao nhiêu tiền? Trúng mánh là cao, bữa nay là cao nhất là 295 rồi đó. 295 là gần 300.000 rồi. Nhưng mà chẳng hạn như trúng mánh là mình làm cái công việc đâu phải lụm dây chai mà trúng mánh. Lụm dây chai làm gì được ngày? Dạ tiền ta cho, tiền ta cho đó mình. Lụm ba đầu siêu thị thấy dư quá em bán bớt, bán rẻ người ta là đặng ta cho tiền. Mới tăng số lượng làm tiền lên thì nhiều chỗ nó gom lại. Mà thường trúng mánh không? Trúng mánh đâu lần thôi, chứ không có trúng mánh hoài được. Dạ.
nếu mà một ngày mà anh đi lượm ve chai với đi sinh không mà được 300-400 ngàn thôi, anh cho em theo đâu anh đi. Đâu dữ vậy? Mà em anh cho em theo anh đi được không? Rồi cái đó khó lắm ạ. À, thôi vậy. Tại thấy anh thấy là thấy mày tánh mình đã thấy cái tiếng tâm mày là cái tánh thiệt thà tao mới cho. À, tánh tao biết đó giờ à, lâu rồi. Dạ. À, tại có hấp mạng đi tới đâu ai cũng biết tên thật tại hai mạng rồi. À, thấy thấy cực khổ người ta mới cho tiền. Mà thật thà nữa đúng không? À, mà không có nói dốc nữa. Dạ. Vậy thôi thì em anh cho em theo anh đó thì anh truyền nghề từ từ cho em. Anh muốn em thật thà. Đó là cái đó là cái băng quyền chuyện không có chuyện ai được cho nó, đó là cái băng quyền rồi. À, mọi người có băng quyền khác nhau, không ai giống người nào. Nếu kiếm cái băng quyền của người ta thấy mình dở cái người ta hay hơn cái mình kiếm của người ta là mình là thôi tới công an là mệt luôn á. Hạn liền đúng không? Ừ, không có dẫn chơi được đâu. À, nhưng mà chẳng hạn em thấy mấy ông thần tài kia cũng nhận đệ tử mà cũng vẫn lính theo mà hả, thì nó có băng có phe phái hết rồi. Ừ, còn này sống tự do. Dạ, sống tự do không có vướng bận gì ai chân á. À, không có vướng bận gì ai chân. Là, nói chung là bây giờ không có nhận đệ tử đúng không hả, sống một mình yên tịnh rồi. Cả mình là đã tu rồi mà. Ừ, tu chỗ kín đáo mà chỗ yên tịnh mà không có gây ồn ào á gọi là tu. Ừ, có khi nào anh hay mạnh suy nghĩ về cái tương lai sắp tới của mình không, chẳng hạn như mình có một cái việc giả giọng rất là tốt á, nếu mà có ai thuê mướn mình hay là cái đó chắc cái đó là mấy năm trời không ai và ông hai bạn mà ông kêu ông giả tiếng nhạc còn bắn ế nữa kìa. À, với lại vậy đi, em tính vậy coi anh thấy coi ok không. Bây giờ á trên cộng đồng mạng á, chẳng hạn như bây giờ á có một cái cửa hàng hay là có một cái chỗ buôn bán hay là có một cái quán nhậu chẳng hạn. À, nghe quán nhà lẩu dê thì làm cái dê trong dịch làm thế này đúng rồi dịch. Cái họ đầu tư cho anh một bộ đồ thần tài rồi họ thuê anh ngồi ở trước quán thì anh có chịu làm không? Đâu không có ai điều khiển hết trơn á. Không có ai điều khiển hết trơn ha. Không ai muốn ai sai hết trơn á. Đâu có sai gì, thần tài mà ai dám sai. Ai dám sai thần tài trời. Bắt giữ xe thấy bà mất xe mất bà đành chết luôn. Đâu có, mình chỉ làm công việc thần tài thôi chứ mình không phải đi giữ xe. Nhiệm vụ là đứng ngoài chút cổng này giúp khách vô. Bây giờ chị bắt ghế quát khách thôi, thần tài mà. Thần tài sao đi giữ xe trời. Đúng không? Anh có thấy ông thần tài nào đi giữ xe đâu. Ông đứng ngoài thấy quán này thấy vắng qua. Vô bà con ơi, mã vô, khách vô đông cho bà chủ quán này bắn đó. Thần tài gọi cỏ tới đây. Thần được. Tài mang niềm vui đây, thần tài ban phước đây. Ăn uống vui vẻ nha. Được á chứ. Lo cho vợ con nha. Được á chứ. Không được chạy ẩu nha. À, không có cãi đã nha. Dạ. Nói nhẹ nhỏ nhẹ nha, hòa thuận nha. Ừ, nhưng mà khi mà mình được thuê tới một cái chỗ nó nằm ở một cái vị trí là tốt hoặc là nó gọi là nó đẳng cấp hơn á. Ừ, đẳng cấp hơn cái công việc đi lượm ve chai á. À, thì mình phải đầu tư một cái bộ đồ thần tài nó thật sự là đẹp bắt mắt hơn đúng không? Nó dọn mấy cái đệm vải kia nó mai vải lụa vải thật là bóng luôn, vải áo dài giống như chú dễ gì. Dạ, ở đó tết là mua có đó. À, mà mua nhầm có chỗ vô vải dễ dỏm ít bữa cái xài đâu nó bung chỉ trơn à. Dạ, quý khán giả thân mến. À, thưa quý vị khán giả như thế này ha, là do bây giờ cái đẳng cấp của thần tài này đang đi lượm dây chai. À, đúng không? Ừ, nên là tại là tài còn quá nghèo còn... chứ chưa không có giàu có như người ta. Còn mà khi mà thần tài đến được một cái chỗ nó cao cấp hơn thì thần tài phải đầu tư như chưa. À, ha, đầu tư phải đồ sạch sẽ, đồ mới đàng hoàng không đúng rồi, lịch sự đàng hoàng chứ. À, cạo râu cạo tóc gọn gàng chứ đâu có khơi khơi được. Mình tới chẳng hạn như mình tới mình rước khách cho một cái quán ăn đi thì người ta đòi hỏi mình trước tiên là phải sạch sẽ lịch sự. À, đúng không? Gạt đầu ai vô cũng thưa gạt đầu hết. À, rồi á khi người ta về thần tài chúc, à, ghé quán ăn xong rồi về đi đường thuận lợi, làm ăn phát tài phát lộc đúng không? Ha, tấn tài tấn lộc, tấn tài tấn lộc ha. Vậy ha. Ừ, bây giờ thưa quý vị khán giả thân mến như thế này đây, à, thì ngày hôm nay cũng khá bất ngờ khi mà tới gặp anh Hai Mạnh. Đầu tiên thì chỉ biết anh ấy là một cái người có thể là giả giọng của rất là nhiều tiếng loài động vật. À, nhưng mà không biết anh ấy chọn cái nghề là làm một cái người thần tài ở dưới nhân gian. À, đúng không? À, thì ngày hôm nay biết được thì mong là quý bà con cô bác nhìn thấy cái hình ảnh của ảnh
một ông thần tài hiện tại đang còn rất là nghèo, tạo điều kiện cho ảnh có một cái công việc làm thần tài ở trong một cái quán xá nào đó. Thì quý vị khán giả cũng nghe ảnh tâm sự rồi đó. Bên cạnh đó thì ngày hôm nay kênh Nhiệt Nam tới đây thì cũng có là hỗ trợ cho anh gọi là ít tiền. Để là đang còn màu đồ màu đỏ nữa, còn bộ đồ màu đỏ nữa, còn màu vàng ở trên quá gì mạnh á. Thôi em thích màu xanh hy vọng hơn. Em thích màu xanh hy vọng hơn. Vậy là tính ra tính ra là ngày hôm nay vô mánh quá trời vô mánh luôn rồi. Dạ. Không. Là 395 ngàn. 395 ngàn, gần 400 ngàn rồi. Rồi. Và một lần nữa cho phép Việt Nam gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị khán giả và gửi lời chào. Chùa là bà giá mẹ bà mà tánh tình bà thiệt lành đàng hoàng, không có vợ ta lấy cái tánh lấy cái tánh giả mà làm chính mẹ bà mẹ đâu chính được. Em biết hết trơn à? Dạ. Cho đồng thì dễ là mẹ bà biết hết trơn. Dạ đúng. Giá gì mẹ cũng nghe hết trơn. Dạ. Anh chào khán giả đi anh Mạnh. Dạ chào khán giả, chào bà con cô bác. Dạ. Bye bye cả nhà. Mặt ông rừng xịt này cả nhà. Rất là kẹo, có ga nha. Nước cốt nhào thì đau nhất, nhức mỏi, xương khớp, huyết áp cao, mất ngủ. Nếu mà quý bà con nào cần hãy liên hệ trực tiếp với Nhiệt Nam qua số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý vị.